Dạ thưa sư, cho con hỏi, trong vi diệu pháp có phân loại các vị A-la-hán, thuần quán A-la-hán, chỉ có lậu tận thông nhưng không có tam minh, lục thông. Vậy là các vị đó chỉ hành tứ niệm xứ chứ không chứng đắc tứ thiền hả sư? Con tưởng một vị A-la-hán thì có đầy đủ tam minh lục thông, bát giải thoát. A-la-hán thì có chia ra vị A-la-hán thường á, vị đó mình nói là các vị đó không có tam minh lục thông là không đúng, mà mình phải nói á, là các vị đó đó chỉ có nhất minh là lậu tận minh, và chỉ có một thông là lậu tận thông. Chứ còn mình nói là không có tam minh lục thông thì như vậy là nó kẹt lắm nha. Và cái vị gọi là thuần quán La-Hán á, mặc dù đúng là vị này chưa có chứng tới tứ thiền, nhưng mà cái định của một vị thánh dù chỉ là vị sơ quả chứ sư chưa nói đến vị tứ quả, cái khả năng định tâm của vị đó là cũng tương đương với sơ thiền, mà cũng chưa cần đến đến sơ quả nữa. Đâu, để coi, để sư nhớ coi, sư nhầm, sư xin lỗi. Vị thánh Anaham á nha, vị thánh Anaham, cái định của vị đó là tương đương với sơ thiền, mặc dù vị đó không có tu tập thiền chỉ đi chăng nữa. Bằng chứng là nếu như á, một vị thánh Anaham á, mà không chứng đắc các tầng thiền chỉ, không có chứng các tầng thiền á, thì khi mệnh chung vị đó vẫn đi vào, vẫn sanh vào cõi tịnh cư ở tầng thiền thấp nhất. Cho nên là vị A-la-hán mặc dù đúng là vị đó không không có chứng đắc các cái tầng tứ thiền để mà có được thần thông, thì cái định của vị đó tối thiểu cũng phải tương đương sơ thiền. Về cái vấn đề này không biết sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Thưa Đại Đức, thưa quý vị, vừa rồi Đức Hạnh Tuệ cũng có thích cho vị hiểu rõ về cái vấn đề mà nói là lậu tận thông hay có tâm minh lục thông. Ở đây thì riêng bản thân sư xin giải thích rõ tại sao lại có cái chỗ gọi cái vị dịch giả dịch là lậu tận thông, không lại có chỗ là các vị dùng từ là lậu tận minh, không thì hai cái này nó khác nhau giống nhau. Tại vì khi mà mình hiểu được cái từ gốc á, quý vị hiểu được từ gốc thì quý vị hiểu á, cái vị nào, cái người dần cái vị dịch giả dịch, cho dù dịch cái khía cạnh nào, lo thông hay là minh, thì mình cũng hiểu đó là cái nó cũng là một chất thôi. Tại vì ở đây nếu mà mình không hiểu thế nào mà lậu tận thông, thế nào mà lậu tận minh á, thì mình sẽ rất nhầm lẫn. Tại trong đây á, theo suy nghĩ nha, là có vị này có thể bị nhầm lẫn. Tại vì mình nói là thuần quán A-la-hán, thường quán A-la-hán thì chỉ có lậu tận thông nhưng không có tam minh lục thông. Xin thưa quý vị là cái điều này nó có một vướng mắc là như vậy nè. Nói là A-la-hán có lậu tận thông, xin thưa là đúng, đúng không? Nhưng mà ở đây lại nói là không có tam minh. Không có tam minh thì xin nhắc cái chữ cái vế nha, cho vị nghe rõ nha. Nghĩa là không, nói là không có tâm minh thì không có đúng, thì vị có nghĩa là có một minh. Mới nãy Đức Thanh Tuệ có nói đó, có nghĩa là lậu tận minh. Thì bây giờ á, cái từ minh hay từ thông này nè, lậu tận minh, lậu tận thông nè, quý vị chỉ cần nhớ ghi nhớ cái từ gốc Pali là cái gì thì quý vị sẽ biết được. Từ gốc Pali á, lậu tận thông và tận minh, hay lậu tận minh á, từ gốc Pali là Asawakkhaya Ñāṇa, không? Mà để hiểu rõ cái từ này nè mà hiểu rõ từ này thì trong Bát-thí-sa-bi-đa đó, thì vậy có nghĩa là trong phân tích đạo đó, thì ngài Đá Chanh Đá, ngài có dịch đó cái từ mà áo số khá gia ra một cái nghĩa rất là thuần Việt, mới bị dễ hiểu, có nghĩa là trí về sự đoạn tận các lậu hoặc đó. Thì vậy phải nắm rõ ha, tại vì khi vị mà không nắm rõ cái tại sao mà ở chỗ là có lậu tận thông, lậu tận minh, đúng không, vị không biết cái từ gốc của cái gì đó, thì rất là rối, rồi đâm ra đôi khi nói chuyện là có cái sự tranh cãi nhau. Không. Còn nếu vị như vậy cái dùng cái từ mà giống như bản dịch của ngài Đá Chanh Đá dịch, thì vị mới nói à
cái thông hay là minh đó, thì từ gốc Pali là Aswat Khá Giá Nha Ná, đúng không? Còn thuần Việt dịch ra theo bản dịch của ngài thì là trí về sự đoạn tận cái lậu hoặc. Thì cái đó nếu mình gọi như vậy thì nó sát và nó đúng, nó không gây hiểu lầm dân khác. Đó là vấn đề thứ nhất mà sư muốn nhắn gửi cho cái vị Phật tử và quý vị về câu hỏi này. Còn vấn đề thứ hai á là Đức Hạnh Tuệ cũng đã giải thích rõ rồi, có nghĩa là các vị đó chỉ hành tứ niệm xứ chứ không chứng đắc tứ thiện hả sư. Thì Đức Hạnh Tuệ thích rõ chuẩn bị rồi cho nên sư chứ không nói vấn đề này. Còn cái thứ ba là vị này hỏi là con tưởng một vị A-la-hán có đầy đủ tam minh lục thông bát giải thoát. Thì thưa quý vị, một nếu mà nói về A-la-hán á là có tới năm hạng thưa quý vị. Năm hạng là đó. Thì quý vị muốn rõ nha, quý vị muốn rõ năm hạng như thế nào, quý vị chịu khó xem qua, tại vì sư không có thời gian để sư giải rõ như vậy. Mà nếu mà nói như vắn tắt thì nó sẽ đôi khi là quý vị có những cái vấn đề mà nó tắt quá thì quý vị sẽ hiểu mà hiểu không có rõ, nó sẽ còn vướng mắc thêm thêm. Thì quý vị muốn rõ hiểu rõ năm cái hạng A La Hán này thì quý vị tìm hiểu cái quyển một Tam Bảo của Ngài Hộ Pháp. À, chỉ một người Tam Bảo Ngài Hộ Pháp thì phần phần nói về tăng đó, trong đó có nói rõ năm cái hạng mà A La Hán thì tuần tự như thế nào, đúng không? A La Hán lục tông tứ tại phân tích, A La Hán tâm minh, đúng không? Và A La Hán chỉ có nhất minh thôi. Quý vị sẽ hiểu rõ ha, đó quý vị sẽ tìm tài liệu đó. Còn ở đây sư thấy có một cái từ quý vị nói là quý vị có thêm từ bát giải thoát, thì từ bát giải thoát này sư sư cũng không có biết cái từ bát giải thoát này là cái dịch giả mỹ vị đọc này là bát giải thoát này là từ gì, cho nên là sư cũng không có biết rõ. Nhưng mà để quý vị phải chịu khó đọc cái tài liệu mà sư cung cấp cho quý vị đó, nghĩa là tài liệu Tam Bảo của Ngài Hộ Pháp. Quý vị xem kỹ để quý vị so sánh đi, quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cái câu hỏi này. Bây giờ cũng xin kết thúc phần trả lời. Dạ vâng. À, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.